Phật. Nam mô Tát Sa Bà Gà Hoa Thu A Ra Hà Thu Sa Ma Sa Phụ Đà Sa. Nam mô Tát Sa Bà Gà Hoa Thu A Ra Hà Thu Sa Ma Sa Phụ Đà Sa. Nam mô Tát Sa Bà Gà Hoa Thu A Ra Hà Thu Sa Ma Sa Phụ Đà Sa. Tiếp tục nghe bài kinh chuyển pháp luôn, bài kinh đầu tiên mà Đức Phật đã thuyết giảng tại vườn Nai cho nhóm anh em Mông Kiều Trần Như. Và cái bài kinh này nói về bốn sự thật, bốn cái chân lý, bốn cái sự thật, đó là sự thật về khổ, sự thật về các cái nhân sinh ra khổ, đó là khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế và đạo đế, đạo thánh đế. Thì đang đi đến phần đạo đế. Đạo đế là bát thánh đạo, bát thánh đạo là con đường để đi đến niết bàn, đi đến diệt khổ. Hôm trước đã học về chánh kiến rồi, chánh tư duy rồi, chánh ngữ rồi. Hôm nay làm bài chánh niệm. Xem lại cái phần chuyển pháp luôn này. Bây giờ đi tìm hiểu xem thế nào là chánh nghiệp. Có 8 cái chánh và có 8 cái tà, 8 cái con đường chân chánh. Con đường chân chánh có 8 hành, đó là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là gì? Thì chánh nghiệp được định nghĩa, chánh là chân chánh, nghiệp là những cái hành động tạo nghiệp. Nghiệp ở đây nó là tâm sở tư. Tư là cái tâm mà khi mà mình có bất cứ một cái hành động gì, nó cũng có một cái tâm nó cố ý. Nó phải có một cái tâm chủ động, có một cái tâm nó đốc thúc. Nó phải có cái tâm mà nó đốc thúc mình, nó đốc thúc các tâm hành khác làm. Thì những cái tâm mà mình làm nó có ý thức, mình làm cái gì nó có ý thức, thì tất cả những cái đấy nó đều được tạo thành nghiệp. Những cái hành động gì của thân, của khẩu hay của ý, có cái sự chủ động, có cái sự cố ý, có cái sự ý thức, thì những cái hành động đấy là nghiệp.
thì những cái hành động mình làm nó để lại cái nghiệp, và cái nghiệp đấy nó để là nó là cái nghiệp nhân, và nó sẽ trổ quả ở trong tương lai, nó sẽ trở thành nghiệp quả. Nếu như là những cái nghiệp đó là nghiệp thiện thì nó sẽ trổ cái quả tốt, nếu đó là cái nghiệp xấu thì nó sẽ trổ thành cái quả bất thiện, cho nên nó có cái chánh nghiệp. Và nếu mà những cái hành động gì thiện thì nó là chánh nghiệp, những cái hành động bất thiện thì nó là tà nghiệp. Thì cái chi của bát chánh đạo này, cái chi thứ tư này là muốn nói đến cái con đường đi đến niết bàn, thì cái người đấy cần phải tạo rất nhiều thiện nghiệp, tạo những cái nghiệp chân chánh, tạo những cái thiện nghiệp và tránh những cái ác nghiệp, thì đấy được gọi là tránh nghiệp, những cái hành động tạo nghiệp chân chánh. Như thế nào là hành động tạo nghiệp? Mình có rất nhiều những cái hành động hàng ngày, khi mà mình tất cả những cái hành động thuộc về thân của mình, thuộc về lời nói, hay là cả những cái suy nghĩ ở trong tâm, nó cũng đều là tạo nghiệp hết. Nếu mà mình có cái chủ động, nó đều tạo thành nghiệp về thân, nghiệp về khẩu và nghiệp về ý. Khi thân khẩu ý có sự cố ý hành động một việc gì thì việc đó là đang tạo nghiệp. Ví dụ như mọi người có cái chủ động, bây giờ ta sẽ ngồi đây nghe pháp, mình có cái chủ động như vậy, ta sẽ hôm nay ta đi đến chùa nghe pháp, mình có cái chủ động như vậy. Khi mà mình làm cái gì mình có cái chủ động trước, mình chủ động chuẩn bị, mình nói cái gì mình có cái chủ động trước, chuẩn bị mình chuẩn bị có cái hành động gì mình cũng có cái chủ tâm trước, rồi sau đó mới hành động theo. Một cái hành động thiện hay hành động bất thiện nó cũng thế, nó có cái tâm thiện thì nó dẫn dắt cái hành động đó thành cái hành động thiện, cái tâm bất thiện thì nó dẫn dắt cái hành động đó thành bất thiện. Thì cái đấy nó để thành nghiệp, nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Thế nào là hành động chân chánh? Cái hành động chân chánh có hành động không chân chánh. Những hành động của thân, khẩu, ý đi kèm với tâm vô tham, vô sân, vô si thì tạo ra những hành động chân chánh, đó gọi là chánh nghiệp. Đấy, khi mà mình làm cái gì mà nó có là vô tham, vô sân, vô si thì những cái hành động đấy là chân chánh, là chánh nghiệp. Thì thực ra thì nó có ba cái loại nghiệp, một là thiện nghiệp, hai là ác nghiệp. Thiện nghiệp là chánh nghiệp, ác nghiệp là tà nghiệp. Và nó có một cái loại nghiệp thứ ba nữa, đó là cái nghiệp không thiện không ác, gọi là nghiệp vô ký. Nghiệp vô ký thì nó không thiện không ác. Bây giờ mình đang ngồi thế này, mình thấy ngứa trên đầu, mình đưa tay lên đầu mình gãi, mình có chủ động không? Nó có chủ động mà nó có để lại nghiệp gì không? Nên nó không để lại nghiệp gì. Vì cái hành có những cái hành động nó thiện, có cái hành động nó thuộc về vô ký, có cái hành động thì nó có cái hành động vô tham, vô sân, vô si, hoặc là cái hành động nó đi kèm với tham, sân, si thì nó là hành động bất thiện. Những hành động như một người bây giờ mình ngồi nghe pháp thì có bao giờ mình khởi lên được tâm tham hay là tâm sân hay tâm si? Nó không khởi được, chỉ trừ cái người mà hoài nghi hoặc là không có niềm tin. Còn người mà Phật tử thì có niềm tin với pháp, thì nghe với tâm hoan hỷ thì nó trở thành vô tham, vô sân, vô si, thì đấy là cái hành động thiện. Những hành động đấy nó gọi là chánh nghiệp. Khi mình lễ Phật nó cũng tạo ra cái chánh nghiệp, khi mình tụng kinh nó cũng là vô tham, vô sân, vô si. Mình nghe pháp, mình nghe kinh, mình đọc sách, kinh sách, nó cũng là vô tham, vô sân, vô si. Những hành động đấy là chánh nghiệp. Còn khi mình đi ăn trộm thì nó có cái tâm tham, khi mình đi sát sinh thì nó có cái tâm sân, thì đấy nó là tà nghiệp. Có bao nhiêu thiện nghiệp? Bây giờ những cái nghiệp thì nó chia ra thành các cái nghiệp dục giới. Cái nghiệp nó đi với cái tâm dục giới thì nó là nghiệp dục giới. Cái nghiệp là nó đi với tâm sắc giới thì nó là nghiệp sắc giới. Nghiệp là nó đi với tâm vô sắc giới thì nó là nghiệp vô sắc giới. Cái nghiệp nó đi với tâm siêu thế thì nó là nghiệp siêu thế. Nó có những cái loại nghiệp khác nhau như vậy. Và nếu mà ở cái cõi dục giới này, với cái tâm bình thường ấy, và một cái người bình thường, mình thì đa số mọi người
là có cái tâm dục giới, chỉ trừ những người đắc thiền và khi nhập vào thiền thì nó là tâm sắc giới. Nên người đắc được thiền vô sắc, khi nhập vào thiền vô sắc thì nó là vô sắc giới. Người chứng được đạo quả thì nó có tâm siêu thế. Còn lại tất cả mọi người đều ở cái tâm dục giới. Khi mình đang có cái tâm dục giới thì tất cả những hành động của mình nó chỉ có một cái nghiệp, đó là nghiệp dục giới mà thôi. Dục giới thì nó có chia ra loại ác nghiệp và thiện nghiệp. Nên là ở dục giới thì nó có chánh nghiệp và tà nghiệp. Bởi vì mình có cái tâm chánh, tâm tà, cái tâm thiện và tâm bất thiện, nó đi với các hành động khác nhau. Có tất cả 8 cái nghiệp thiện ở dục giới đây, nó có 8 thiện nghiệp. Những thiện nghiệp nào đi kèm trí tuệ, có 8 thiện nghiệp. Có những thiện nghiệp thì nó đi kèm với trí tuệ, mà có thiện nghiệp nó không có trí tuệ. Mình có rất là nhiều cái người ở thế gian này, người ta làm việc thiện nhưng mà người ta không hiểu về cái nghiệp đó, không hiểu về cái nghiệp đó, sẽ người ta không có niềm tin về nghiệp, cho nên nó không để lại cái trí tuệ. Nó không, cái nghiệp ấy nó không đi kèm trí tuệ, vì cái người đó không có cái sự hiểu về nghiệp và quả của nghiệp. Người ta làm việc thiện nhưng mà người ta làm với cái tâm, với cái tâm si, với cái tâm ni trí. Nên là có những cái thiện nghiệp nó đi kèm trí tuệ và có cái thiện nghiệp nó không đi kèm trí tuệ. Như là có một người, người ta cũng làm những cái việc thiện, người ta cũng bố thí cho người nghèo, người ta cũng làm từ thiện. Nhưng mà hỏi là bây giờ làm từ thiện vậy thì được cái gì? Và chẳng được cái gì cả, cho đi là hết. Thì cái người đấy là làm việc thiện nhưng mà ni trí, người ta không biết. Nhưng mà cái người vào làm việc thiện giúp đỡ mọi người như thế thì sẽ được cái gì? Và tôi sẽ được rất nhiều cái công đức, cái phước báo ở trong tương lai. Thì cái người có cái sự hiểu biết như vậy thì là người đó, cái thiện nghiệp đấy là đi kèm với trí. Còn có những cái thiện nghiệp là ni trí. Như một người hàng ngày đi lễ Phật tụng kinh, lễ Phật tụng kinh thì làm gì? Và cầu Phật để phù hộ cho mình được mạnh khỏe, an vui. Thì cái tâm đấy nó cũng là cái tâm thiện nhưng mà nó không có trí. Nhưng mà cái người mình biết là người lễ Phật để làm gì? Là để có cái tâm cung kính, nó sẽ để lại cái thiện nghiệp cung kính để được cái phước báo cao thượng sau này. Thì cái người có cái hiểu biết sâu sắc như vậy thì nó mới là cái thiện nghiệp mà nó có đi kèm được trí. Còn những cái người mà mình hiểu nó không đúng với này cái nghiệp nhân nghiệp quả, thì cái thiện nghiệp đấy mình làm nhưng mà nó không có đi kèm được trí. Các cái hành động của mình nó thế, các cái hành động thiện đôi khi nó có cái hành động thiện mà có trí tuệ đi kèm, đôi khi có những cái hành động thiện mà nó không có trí tuệ đi kèm. Những thiện nghiệp nào đi kèm trí tuệ? Nó có 4 cái thiện nghiệp đi kèm với trí tuệ. Thiện nghiệp có hỷ tương ứng với trí, cần hỗ trợ. Thiện nghiệp này là khi mà mình làm việc thiện mà mình có tâm hoan hỷ, có sự hiểu biết và có người khác nhắc bảo mình mới làm. Ví dụ như là một người mình đi chùa chẳng hạn, thì mình rất là hoan hỷ và mình cũng hiểu là đi chùa lễ Phật tụng kinh nghe pháp là để lại rất nhiều cái thiện nghiệp. Nhưng mà nói đến đi thì hơi ngần ngại, khi mà có người khác thúc giục nhắc nhở mới đi, thì cái này là cần hỗ trợ, cần có cái sự hỗ trợ, là cần có người khác thúc giục. Chứ mình không có cái mạnh mẽ, không có cái sự năng lực, cái sự linh hoạt ở trong cái thiện nghiệp đấy, mà có cái tâm thụ động, nó kém cái sự tích cực. Mặc dù mình biết là làm việc thiện thì có phước, có hoan hỷ về việc thiện, nhưng mình lại hơi thụ động, hơi lười biếng, chỉ khi nào có người khác nhắc nhở mới chịu làm. Nên là có những cái thiện nghiệp có hỷ có trí nhưng mà cần hỗ trợ, có thiện nghiệp có hỷ tương ứng với trí nhưng không cần hỗ trợ, thì cái thiện nghiệp này là cao thượng nhất. Đó là cái người đó luôn luôn chủ động làm các việc thiện với một tâm hoan hỷ, luôn luôn có cái tâm chủ động như vậy. Có cái thiện nghiệp thì nó không có hỷ nhưng mà có trí và cần hỗ trợ, cái thiện nghiệp này thì yếu nhất. Cái thiện nghiệp làm việc thiện nhưng mà làm với tâm nó xả, với cái tâm tự dưng, với cái tâm tự dưng nó có tương ứng với trí nhưng mà cũng cần có người khác nhắc nhở mới làm.
Có thiện nghiệp thì cũng có cái tâm sản, không có thì có tương ứng với trí thì không cần nhắc bạn. Tức là có khi mình cũng chủ động làm, nhưng mà làm với một cái tâm nó cũng dửng dưng, giống như một cái người người ta làm thường xuyên thì nó trở thành thói quen ấy. Bây giờ nó không cần phải hoan hỉ nữa, nó trở thành thói quen ấy. Cái gì mình làm nhiều là nó thành cái thói quen rồi thì nó cũng có cái tâm xả, cái tâm dửng dưng, mình thấy cái chuyện đấy nó trở nên bình thường. Cái gì là như vậy thì thỉnh thoảng mình mới đến chùa để mình nghe kinh, nghe pháp hay là lễ Phật, mình thấy nó hoan hỉ. Mà ngày nào cũng ở chùa thì lâu ngày cảm thấy nó quen này, nó quen thuộc này, nó bình thường, thì cái đấy là mình không còn hỉ nữa. Cái gì quen thì không còn hỉ, nhưng mà mình vẫn có cái hiểu biết là những cái hành động thiện là có để lại cái quả báo. Và có người thì cần, có người thì thụ động thì cần người khác nhắc bảo mới làm, còn có những cái người người ta tích cực không cần ai nhắc bảo, tự động người ta làm, người ta chủ động người ta làm trong các thiện nghiệp đấy. Thì đấy là những cái nghiệp thiện là như vậy. Đôi khi có bốn cái loại nghiệp thiện này đi tương ứng với trí, và bốn cái loại thiện nghiệp không có trí, những thiện nghiệp nào mà không có trí. Những cái thiện nghiệp không có trí mà cũng không có hỷ, thiện nghiệp có hỷ mà không có trí cần hỗ trợ. Những cái thiện nghiệp mà mình có hoan hỷ nhưng lại không có hiểu, giống như là những cái người mà không hiểu về giáo pháp, người đại đa số những cái người ở thế gian mà chưa từng được nghe giảng Phật pháp, chưa được học Phật pháp, khi mà mọi người đủ đi làm việc thiện thì họ rất là vui. Họ vui nhưng mà họ không hiểu là làm cái việc này để được cái gì. Họ không có hiểu là nó để lại cái quả báo gì cả. Họ chỉ biết là làm với một cái tâm rất là vui vẻ, hoan hỉ khi mà giúp đỡ được người khác thì cảm thấy nó vui lòng, thế thôi. Mà họ không hiểu là nó có cái phước hay là không có phước. Đấy là người ta có hỉ nhưng mà không có trí. Và cũng có những cái người thì thụ động, cần phải người khác nhắc bảo mới làm. Còn cũng có những người tích cực, người ta không cần ai nhắc bảo, người ta tự động, người ta làm. Thì đấy là có hỉ, mà cũng không có trí mà không cần hỗ trợ. Có thiện nghiệp thì không có hỉ, không có trí cần hỗ trợ. Thiện nghiệp không có hoan hỉ, không có hiểu biết mà có người khác nhắc bảo. Đây là cái trường hợp có những cái người mà ép buộc bị người trên sai bảo mình làm. Cái người lớn hơn hay có quyền hơn, người ta sai mình là phải đi làm cái việc này, đi làm cái việc kia, làm vì nghĩa vụ, làm vì trách nhiệm. Nên hôm nay phải đi lễ Phật, đi chùa lễ Phật, đi chùa cúng dường, hay là đi làm từ thiện ở nơi này nơi kia, vì họ là cấp dưới, cấp trên sai thì họ phải đi với một cái tâm dửng dưng, họ chẳng có hoan hỉ gì với cái việc này, mà họ cũng chẳng có cái sự hiểu biết gì về cái nghiệp này. Thì cái thiện nghiệp đấy là yếu nhất trong các cái thiện nghiệp. Thì cái thiện nghiệp không hỉ, không trí cần hỗ trợ này là thiện nghiệp yếu nhất. Còn cái thiện nghiệp không hỉ mà không trí không cần hỗ trợ là cái người đấy có cái tâm tích cực hơn một chút thì nó còn đỡ hơn. Vậy thì trong các cái thiện nghiệp nó cũng có những cái thiện nghiệp thì có trí tuệ, có thiện nghiệp không có trí tuệ. Có những cái thiện nghiệp mình làm với tâm hoan hỉ, có những cái thiện nghiệp mình làm với một cái tâm dửng dưng, có những cái thiện nghiệp mình làm với một cái sự nhắc nhở của người khác, sự sai bảo của người khác, có những cái thiện nghiệp mình làm bằng cái sự tự giác của mình, bằng cái sự tích cực của mình. Đấy là những cái thành ra nó chia ra thành 8 loại thiện nghiệp khác nhau như vậy, 8 cái tâm thiện dục giới. Những cái tâm này nó đi với những cái hành động là nó tạo thành thiện nghiệp. Những cái tâm này đi với hành động. Ví dụ bây giờ có một cái người đi hành thiền và người ta hiểu là hành thiền có lợi ích, nhắm đến mục tiêu là chứng đắc niết bàn, với một cái tâm hành thiền rất là hoan hỉ, không cần ai nhắc bảo hết, thì đấy là cái thiện nghiệp có trí, có hỉ, có trí không cần nhắc bảo. Nhưng mà cũng có người biết là hành thiền có lợi ích nhưng mà hơi lười, người khác phải tác động mới đi, thì đấy là thiện nghiệp có trí nhưng mà cần nhắc bảo. Có những người thì đi có hành nhưng mà không có hoan hỉ lắm, với cái tâm tỉnh dưng thì đấy là không có hỉ. Có những cái người thì hành với cái tâm
mà không có trí là người ta không biết là hành thiền để làm gì cả. Nhiều người ta đến mà không biết là sao, mọi người cứ ngồi ngồi thiền, ngồi im lặng chẳng biết để làm gì. Đấy, người ta không có trí, hoặc là người ta thấy người khác ngồi mình cũng ngồi, người ta chẳng hiểu cái ni trí. Thế khi mình ngồi vậy nó cũng có thiện nghiệp, nhưng mà thiện nghiệp đấy ni trí. Có thể mình ngồi mình thấy hoan hỉ hoặc là không hoan hỉ, hoặc là có người nhắc bảo mình ngồi, hoặc là mình thấy người khác ngồi mình tự động ngồi, thì đấy nó cũng là những thiện nghiệp. Nhưng mà nó có đi kèm với tuệ hay không là do mình có hiểu biết hay không. Mình có thích thú với cái việc đấy thì mình có hỉ, còn mình cảm thấy không thích thú thì mình có cái tâm dừng dưng. Các cái thiện nghiệp có sự khác nhau, thế nào là thiện nghiệp có hỉ có trí, thế nào là thiện nghiệp không hỉ không trí. Khi nào một cái việc gì mà mình thích thú với nó là có hỉ, là một cái việc gì mà để lại quả báo là có trí, mà mình biết cái việc làm này để lại cái quả báo đấy là cái việc đấy là có trí. Tâm mình mà không thích thú thì nó không có hỉ. Mình làm một cái việc gì đó với cái tâm tự dưng không thích thú thì nó không có hỉ. Làm mà mình không biết việc mình làm này sẽ để lại quả báo, đó là nó không có trí. Hỉ và có trí. Nhưng cái người mình biết là mình làm việc thiện ấy, nó sẽ để lại quả báo, thì cái người đấy mình thấy là mình làm bao nhiêu cái việc lợi ích cho người khác là mình đang làm lợi ích cho chính mình. Còn cái người mà không hiểu là mình làm cái việc này là đang làm tạo được cái công đức cho mình, thì mình sẽ thấy rằng là mình làm cái việc này là mình giúp ai thì người đó sẽ phải mang ơn mình, thì nó có cái sự hiểu khác nhau, có cái trí nó khác với cái người làm với một cái thiện nghiệp mà không có trí thì nó khác. Thì giống như là mình đang làm việc cho người khác, còn mình làm mình có cái hiểu biết thì mình biết là những cái thiện nghiệp mình làm là mình đang làm cho mình, thế nào là cần hỗ trợ và thế nào là không cần hỗ trợ. Có cái thiện nghiệp cần hỗ trợ, có người khác thúc giục mới chịu làm là cần hỗ trợ, mình tự giác làm không cần thúc giục là không cần hỗ trợ. Đây là những cái thiết nghiệp như thế. Như bây giờ đến cái ngày giữ giới, những người khác thúc giục mình mới đi thọ giới, thì đấy là có sự hỗ trợ, tự mình phát tâm giữ giới thì đó là không cần hỗ trợ. Có hỉ với không có hỉ sẽ khác nhau như thế nào? Nếu mà một cái thiện nghiệp mà mình làm với tâm hoan hỉ, với một cái thiện nghiệp mình làm với một cái tâm không hoan hỉ, thì cái nào hơn? Cái nào hơn? Mình có hoan hỉ nó hơn hay là không hoan hỉ hơn? Thì hôm nay mình đang đi làm một cái việc mệt mỏi, mệt mỏi mà cái tâm của mình nó vui, thì mình có thấy mệt không? Thì mình sẽ cảm thấy nó không còn mệt lắm. Nhưng mà hôm nay mình làm một cái việc này nó cũng nó mệt mỏi mà cái tâm mình không vui thì nó sao, thì làm nó rất là uể oải, cái chất lượng nó sẽ kém hơn. Thì trong khi làm việc thiện nó cũng thế, nếu có hoan hỉ với việc thiện thì quả phước sẽ trổ mau và thù thắng hơn là thiện nghiệp mà không hoan hỉ. Thì nó là cái kết quả của cái thiện nghiệp nó cũng vậy, cái kết quả mình lao động hàng ngày, hôm nào mình làm việc gì với một cái tâm hoan hỉ thì hôm đấy mình sẽ thấy cái kết quả nó sẽ tốt hơn. Mà hôm nào mình làm một cái thiện nghiệp mà với một cái tâm mà nó không được thoải mái thì kết quả hôm đấy nó cũng kém hơn. Khi mình làm việc thiện cũng vậy, làm việc thiện với tâm hoan hỉ thì cái phước nó sẽ thù thắng hơn, nó sẽ để lại cái quả báo cao thượng hơn. Có hỉ và không có hỉ, có trí và không có trí thì khác nhau như thế này. Thế một cái người mà làm việc thiện mà mình có hiểu biết về cái việc thiện đấy, với một cái người làm việc thiện mà không để lại, mà mình không hiểu biết gì, nó sẽ khác nhau. Mình cùng là hai người cùng đi chùa, nhưng mà một người thì khi mà mình tụng kinh lễ Phật mình hiểu biết mình đang làm cái việc này làm việc gì, mà một người không có hiểu biết gì thì hai người đấy sẽ có hai cái trạng thái tâm lý khác nhau.
người có trí và người không có trí. Người hiểu biết về việc thiện mình đang làm thì quả phước khi sau này cái thiện nghiệp của mình ấy, đó là mình làm phước thì mình được hưởng phước. Cái phước mà mình làm ấy, đó là phước về vật chất, và mình hiểu biết về cái việc làm đấy là nó đi kèm với trí tuệ, cho nên sau này nó trổ quả thì mình sẽ là một cái người được hoàn hảo cả hai mặt, phước vật và phước trí. Tức là cái người đấy sẽ được hưởng cái phước về vật chất và phước về trí tuệ. Tức là người đấy là vừa thông minh lại vừa có đầy đủ những cái điều những cái vật chất bên ngoài rồi. Đấy là cái người mà khi mà người ta tạo nhân là người ta tạo nhân cả hai. Để khi mà ví dụ như một người bố thí mà xong đó trong cái lúc bố thí người ta hiểu cái hành động bố thí đấy, thì người ta sẽ khi mà cái quả nó trổ thì nó sẽ trổ là người đó vừa giàu sang vừa thông minh. Còn cái người mà không hiểu, cái ví dụ một cái người bố thí mà không hiểu mình đang làm bố thí thì khi mà nó trổ quả thì cái người đó được cái phước báo là giàu sang nhưng không có trí tuệ. Đấy là vật chất cộng với ngu dốt nó sẽ, cho nên ở thế gian nó có nhiều hạng người khác nhau như vậy. Có người thì vừa có vật chất vừa có trí tuệ, có người thì có vật chất thì mỹ mãn sung mãn đấy nhưng mà vẫn là dốt nát chả biết gì cả. Có những cái người thì được cả hai, có những người thì được một mặt, có người thì được cả hai mặt. Có người thì chỉ có trí tuệ mà không có vật chất là người ta đem nhân làm sạch. Cái người mà người ta bây giờ người ta rất là giỏi nhưng mà người ta lại rất là thiếu thốn thì cái trước kia người ta gieo nhân như thế nào, là người ta có hiểu, người ta thấy người khác làm phước người ta hiểu phước nhưng người ta không có làm. Người ta có hiểu là có làm phước thì có phước nhưng mà bản thân họ không chịu làm, thì cho nên là họ có trí mà không có có vật chất. Còn có những cái người thì người ta không có vật chất không có trí tuệ là do người ta vừa không hiểu vừa không làm, hoặc là có người người ta làm mà người ta không hiểu thì người ta còn được một mặt. Nên là có bốn cái hạng người khác nhau trong cái kỳ, cũng là vì cái tạo nghiệp khác nhau cho nên là nó sinh ra ở thế gian này, nó có nhiều cái hạng người khác nhau chính là vì họ gieo những cái nhân tạo những cái nghiệp khác nhau. Nên là Đức Phật mới quan sát, Đức Phật thấy là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp, là vậy. Chủ nhân của nghiệp có nghĩa là tất cả chúng sinh tự mình tạo nghiệp, mình đã chủ, mình chủ động tạo nghiệp gì thì nó sẽ để lại cái nghiệp báo. Là thai tạng của nghiệp, là mình đã tạo nghiệp gì rồi thì cái nghiệp đấy nó sẽ để nó, trong tương lai nó sẽ trổ quả, nó còn đang thai tạng, nó chưa trổ quả. Đấy nó gọi là thai tạng, tức là mình còn rất nhiều cái nghiệp mà nó chưa trổ quả. Vậy thì nó giống như là những cái nghiệp đấy nó còn đang thai nghén, nó chưa đến ngày nó trổ, nó chưa đến ngày nó sinh sôi nảy nở. Đấy là chúng sinh còn có vô số nghiệp ở trong quá khứ mình tạo, thiện nghiệp có, bất thiện nghiệp có, mà nó chưa đủ, nó chưa có đủ nhân duyên nó trổ quả. Khi nào đủ nhân duyên nó sẽ ra quả. Nên là mình chẳng biết trước được tương lai của mình sẽ hạnh phúc hay là khổ đau đâu. Bởi vì là trong cái thai tạng nghiệp ấy, nên nó có cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Lúc nào cái nghiệp thiện nó trổ quả mình có thể gặp rất nhiều điều tốt đẹp. Khi nào cái nghiệp bất thiện nó sinh quả thì lúc đấy mình sẽ gặp rất nhiều cái điều rủi ro. Chúng sinh là thai tạng của nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp. Đức Phật nói là chúng sinh là quyến thuộc của nghiệp. Bởi vì là nghiệp nó sẽ đi theo mình mãi mãi, nó trở thành cái người thân thiết nhất của mình. Còn những cái người thân của mình thì không có đi theo mình lâu dài bằng nghiệp này. Những cái người thân khi mình chết đi, người thân người ta không chết cùng với mình, vật chất không đi theo mình, nhưng cái nghiệp này nó sẽ đi theo mình trong kiếp sau. Cho nên Đức Phật mới gọi là nghiệp là quyến thuộc. Quyến thuộc này là những cái người thân, thân thật sự, bởi vì sẽ đi theo mình. Và nghiệp, mình là người thừa dự của nghiệp. Khi mà nghiệp nó trổ quả thì mình phải gánh. Nếu mà là nghiệp thiện thì mình được hưởng cái an vui hạnh phúc đấy. Còn nếu là nghiệp bất thiện thì mình phải chịu khổ đau. Đấy là cái người thừa tự của nghiệp, chính mình thừa tự cái nghiệp của mình.
có hỗ trợ và không hỗ trợ thì khác nhau như thế nào. Khi mà có cái người mà thúc giục mình mới làm ấy, hoặc là mình chủ động làm ấy, thì hai cái sự đấy nó sẽ có cái sự khác nhau mà. Có sự thúc giục mới làm thì quả phước cũng cần hỗ trợ mới chụp thành công nhờ có người giúp đỡ. Có phải có những người ở thế gian này khi mà mình muốn làm được cái gì mình phải nhờ vả người khác không? Là do trước kia mình không có chủ động mình làm việc thiện ấy, mình cứ phải nhờ ai đó phải đến nhắc nhở thúc giục mình mới chịu làm ấy. Thì bây giờ cũng vậy, cái kết quả nó trổ là nó cũng yếu, cho nên là mình luôn luôn phải dựa vào người khác hỗ trợ cho thì mình mới làm. Cái việc gì cũng vậy, tự mình rất là khó làm. Có những người ta tự động, người ta tự làm được rất nhiều việc. Những người mà người ta không cần phải ai nhắc nhở, người ta tự động, người ta làm việc phước ấy, thì đến lúc cái quả nó trổ quả, không cần thúc giục, quả phước tự nhiên, không cần phải trợ giúp thì không cần trợ giúp. Nhưng mà bây giờ có những cái người mình sống xong là luôn luôn phải sống dựa cha mẹ, đến lúc này mình mới được thừa kế, mình mới được nhà cửa là do mình thừa kế của cha mẹ, tài sản là do thừa kế của cha mẹ. Nhưng mà có những cái người ta tự hai bàn tay trắng, người ta lập nghiệp ấy, chẳng cần phải dựa dẫm vào, thì nó sẽ có sự khác nhau. Trong gia đình cũng thế, có những cái đứa con thì nó tự thân lập thân, chả cần phải ai lo cho nó, mà có những cái đứa mà phải lo cho nó đến già. Là tại làm sao? Là tại vì cái phước nó khi mà nó gieo cái nhân nó khác nhau, mà khi nó trổ quả nó khác nhau, nó trổ quả nó như thế. Tại vì cái đứa nào nó lười, khi mà nó tạo nhân cứ phải được người khác nhắc nhở, cho nên nó cái thiện nghiệp đấy nó rất là yếu, nên là khi nó trổ quả nó cũng rất là yếu ớt, nó phải nương vào người khác hỗ trợ thì nó mới trổ. Còn cái đứa nào mà nó tích cực, nó làm việc thiện thì đến lúc mà sau này cái tính cách của nó rất là mạnh mẽ, nó tự lập, nó tự thân vận động, trong cái hoàn cảnh nào nó cũng xoay chuyển được, cũng an nhiên tự tại được, không cần về trợ giúp, không cần nhiều người trợ giúp mà nó cũng thành công dễ dàng. Còn có những người thì luôn luôn phải có người khác nâng đỡ thì mới có thể thành tựu được. Đấy là do cái sự tạo nghiệp có cái sự thúc giục như vậy. Như thế nào là tà nghiệp? Để có chánh nghiệp rồi thì phải có tà nghiệp. Hiểu được cái tà nghiệp thì nó sẽ sáng ra cái chánh nghiệp. Những hành động của thân khẩu ý, thiếu cái ý nhé, đi kèm với tham sân si thì tạo ra tà nghiệp. Những cái hành động của thân khẩu ý đi kèm với tham sân si. Những cái hành động của thân khẩu ý mà đi kèm với vô tham, vô sân, vô si thì nó tạo ra tánh nghiệp. Thì bây giờ tà nghiệp là nó ngược lại, nó chỉ khác nhau thế thôi, nó đối lập lại. Vậy thì những cái hành động của thân khẩu ý mà nó đi kèm với tâm tham, đi kèm với tâm sân và đi kèm với tâm si thì đó là, thì nó sẽ, những cái hành động đấy nó sẽ để lại cái nghiệp tà, nghiệp tà và nghiệp chánh. Có mấy tâm tham, nói về những cái tâm tham, nó cũng có 8 tâm tham. Tâm tham nó cũng có 8 tâm này. Tâm tham tương ứng với cái gì? Tâm tham thì nó tương ứng với tà kiến và ngã mạn. Thế nào là tâm tham với tà kiến? Tâm tham mà nó đi với tà kiến nó cũng có 4 tâm. Khi tâm tham nó có hỷ, nó tương ứng với tà kiến, cần phải hỗ trợ. Tâm tham có hỷ tương ứng với tà kiến, không cần hỗ trợ. Cái tâm tham nó cũng thế,
Khi mà tự nhiên những cái tâm tham không bao giờ nó đi một mình. Chỉ khi nào một cái người có cái sự hiểu sai nó mới sinh ra tâm tham, hoặc là có cái tâm lãng mạn nó mới sinh ra tâm tham. Tham luôn luôn phải đi với tà kiến hoặc lãng mạn. Tà kiến là hiểu sai, hiểu sai sự thật là nó sinh ra tà kiến, thì tâm tham nó mới khởi lên. Còn cái người mà hiểu đúng sự thật thì nó sẽ không khởi lên tâm tham. Tham ái, tham chấp thủ. Có khi cái tâm tham đấy nó cũng có tâm hoan hỷ. Khi mà có cái sự hỗ trợ của người khác, những người khác người ta bảo là bây giờ hãy làm cái việc này được nhiều tiền lắm, mình thích thú mình làm. Bây giờ bảo mình làm một cái việc bất thiện nào đấy, rủ mình đi ăn trộm chẳng hạn, rồi đi ăn trộm đi. Ăn trộm mà đi thì do có cái sự xúi dục của người khác mình khởi lên tâm tham. Thì bắt đầu cái lúc đấy mình có cái tâm tham tài sản của người khác, mà mình muốn biến tài sản của người khác thành của mình, thì lúc đấy là tâm tham mình có hỷ tư với tà kiến, có sự nhắc bảo của người khác. Có khi không cần ai nhắc bảo, tự mình muốn khởi lên cái tâm muốn đi ăn trộm của người khác. Đấy là cái tâm tham có hỷ mà không cần phải hỗ trợ. Tâm tham không có hỷ tương ứng với tà kiến, không cần hỗ trợ. Tâm tham không có hỷ tương ứng với tà kiến, cần hỗ trợ. Có khi tâm tham đấy nó không có hỷ, tức là mình làm với một cái tâm không có hoan hỷ gì cả. Cũng có khi cần phải người khác nhắc bạn, có khi không cần người khác nhắc bạn. Thì khi mà cái người mà không cần, không có hoan hỷ, thì trong cái lúc đi ăn trộm mình lo sợ người khác bắt được, mình đâu mà hoan hỷ được nữa, lo nhơm nhơm. Còn có tâm tham không có hỷ thì cũng tương đương với tà kiến mà không cần hỗ trợ. Có khi người khác xúi dục mình mới gọi đến tâm tham. Có khi người khác người ta không xúi dục mình, tự mình gọi đến tâm tham. Bây giờ có một đứa trẻ mà nó còn bé tí, mình cho vào tay nó một đồng tiền thì nó có thích không? Nó sẽ tưởng là giấy, một là nó vứt đi, hai là nó bỏ lên mồm nó nhai, nó đâu có biết. Nhưng mà sau này lớn lên rồi nó mới nghe người lớn nói, ui đây là tiền này quý lắm đấy, sẽ mua được nhiều cái tốt lắm. Thì lúc đấy nó mới, do người khác nhắc nhở như vậy nó mới biết, nó mới khởi lên cái tâm tham. Còn lúc đầu thì nó không có biết, nó không có khởi lên tâm tham. Nhưng bây giờ có người cầm một cái hạt châu báu ở trong tay, nhưng mà mình lại tưởng đấy là một cái cục đá, chả khởi lên cái tâm cái tham lam thích thú gì cả. Nhưng mà có người khác bảo thôi đấy là cái hạt minh châu, hạt châu báu, thì cái người đấy sẽ khởi lên tâm tham do cái người khác nhắc bảo. Còn lần sau mình nhìn thấy chẳng cần ai nhắc bảo nữa, mình biết rồi, nhìn thấy một cái tự động khởi lên tâm tham luôn. Đấy là cái tâm tham có nhắc bảo, tâm tham không cần nhắc bảo, có hoan hỷ hoặc không có hoan hỷ. Hoặc là tâm tham nó sẽ tương ứng với ngã mạn, có những tâm tham gì thì nó đi kèm với ngã mạn. Ngã mạn là khi nào mình có cái tâm so sánh, ví dụ mình kiêu mạn, mình thấy là ôi mình có cái này đẹp hơn người khác, mình có cái này tốt hơn của người khác, đẹp hơn, tốt hơn, giỏi hơn, cái gì đó mình cứ nghĩ là mình hơn, là mình sẽ có cái tâm kiêu ngạo. Hoặc là có cái gì đó mình cứ có cái sự so sánh là cái người kia hơn mình đấy, là mình sẽ có cái tâm tự ti, nó cũng là thuộc về cái tâm ngã mạn. Thì mình ước mong sao ta sẽ được như người kia, đấy nó cũng là tham ngã mạn. Hoặc là mình nghĩ là ước sao mình bằng người kia, hoặc là bây giờ mình đã bằng người kia rồi đấy, mình có sự so sánh như vậy là nó khởi lên tâm tham, tham đi cùng với ngã mạn. Cứ lúc nào mình có cái so sánh mình với người khác, dù là hơn mình hơn hay người hơn, hay là người bằng mình hay mình bằng người, nó đều sinh ra cái tâm tham ngã mạn hết. Ngã mạn có hỷ cần hỗ trợ, ngã mạn có hỷ không cần hỗ trợ, tham không có hỷ tương ứng ngã mạn cần hỗ trợ. Đấy là những cái tâm tham nó là như thế. Tâm tham. Còn bây giờ đến tâm sân thì nó có mấy tâm sân, có ai biết là có mấy tâm sân không? Tâm tức giận này. Tâm sân thì nó có hai, một cái tâm sân có sự xúi dục, và tâm sân thì không cần xúi dục.
có cái người khác người ta xúi dục mình để mình khởi lên tâm sân, hoặc là tự mình khởi lên tâm sân. Có người người ta xúi dục là một cái người bạn mà thân với bạn đấy, cái người đó sau lưng toàn đi nói xấu cả. Có cái người xúi dục như vậy, cái tự nhiên đằng sau mình nhìn thấy cái người bạn thân mình sân thôi. Hoặc là có thể là không cần hỗ trợ, có hỗ trợ. Tâm si thì có hai tâm, si phóng dật và si hoài nghi. Khi mà mình cái tâm mình cứ đang tham, nó không có định tĩnh thì đấy là si phóng dật. Khi mà mình cứ nghi ngờ cái này, nghi ngờ cái kia, mình không biết đâu là đúng, đâu là sai thì đấy là si hoài nghi. Thì nó tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si là bao nhiêu tâm? 12 tâm đấy là những tâm bất thiện. Khi mà những cái hành động tạo nghiệp của mình nó đi kèm với 12 tâm này thì nó để lại tà nghiệp. Những cái hành động của mình, thân, khẩu, ý mà đi kèm với 12 cái tâm bất thiện thì để lại tà nghiệp. Nó đi kèm với 8 cái tâm thiện kia thì nó để lại chánh nghiệp. Đấy là cái nghiệp thiện, nghiệp ác như thế. Thân tạo được những chánh nghiệp gì? Ở trên thân mình thì nó tạo được những cái chánh nghiệp gì? Được mấy, nó tạo được mấy cái nghiệp chân chánh thân ấy. Nó tạo được 3 nghiệp, nó không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, đấy là 3 cái nghiệp chánh nghiệp của thân. Đây là nó liên quan đến nữ giới, quan đến cái thiện nghiệp về nữ giới thì là tránh xa sát sinh, tránh xa trộm cắp, tránh xa tà dâm, đấy là cái chánh nghiệp thuộc về thân. Thân và khẩu nó tạo được chánh nghiệp 4, không nói dối, không nói chia rẽ, không nói tà thoại, không nói thô tục, đó là 4 cái chánh nghiệp về khẩu. Ý thì nó tạo chánh nghiệp gì? Trong tâm ý của mình, chánh nghiệp của ý, đó là không tham lam, không sân hận, không tà kiến, đó là 3 chánh nghiệp của ý. Ý nó tạo 3 cái chánh nghiệp, không tham lam, không sân hận. Thì bình thường thế này, mình không có, ví dụ mình đang ngồi rất là im lặng như thế này, nhưng mà mình có tạo được nghiệp không? Thân thì không tạo nghiệp, khẩu không tạo nghiệp, nhưng mà tâm nó vẫn tạo nghiệp. Nếu như mà cái lúc đấy cái tâm của mình là vô tham vô sân, không tham không sân hận không tà kiến, là lúc đấy ý của mình nó đang tạo thiện nghiệp. Nhưng mà nếu như mình ngồi đây nhưng mà cái tâm của mình nó cứ tư duy đến những cái nghiệp, những cái điều bất thiện, tham sân si, thì lúc đấy tâm của mình nó đang tạo ác nghiệp. Cho nên là lúc nào nó cũng, mọi cái hành động một ngày của mình tạo không biết bao nhiêu nghiệp là thế. Mỗi một cái dòng tâm thức sinh lên là mình đã tạo ra vô số nghiệp rồi. Vậy thì thân nó sẽ tạo được mấy tà nghiệp? Thân tạo được mấy chánh nghiệp? Tạo được 3 chánh nghiệp rồi. Vậy thì nó tạo được mấy tà nghiệp? 3. 3 tà nghiệp là tà nghiệp gì? Sát, sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu tạo được mấy tà nghiệp? Nó tạo được mấy chánh nghiệp? 4 chánh nghiệp thì nó cũng tạo được mấy tà nghiệp? 4 tà nghiệp. 4 tà nghiệp là nghiệp gì? Nói dối, nói chia rẽ, nói thô tục, nói vô ích, là 4 cái tà nghiệp thuộc về khẩu. Ý nó tạo được mấy tà nghiệp? Nó tạo được mấy chánh nghiệp? 3 chánh nghiệp thì nó cũng tạo được 3 tà nghiệp. 3 tà nghiệp của ý là cái gì? Tham, sân và tà kiến. Đối nó ngược lại với chánh là tà. Chánh là tà.
hành động bố thí mà thường đi kèm với, thì nó hay đi kèm với tâm gì? Khi mà mình bố thí thì nó có tâm gì nó khởi lên? Thì nó phải có vô tham, vô sân, vô si. Chứ nếu mình có tâm tham thì mình chỉ có muốn đi xin chứ đâu có muốn cho. Nếu mà mình đã tức giận với ai thì làm gì mình để cho người đó. Vậy thì khi mình bố thí là nó có vô tham, vô sân. Nếu như mình có hiểu biết nữa thì nó là vô si. Thì cái đấy nó là chánh nghiệp. Bố thí nó cũng là chánh nghiệp. Vì nó vô tham, vô... Cứ cái gì đi về vô tham, vô sân, vô si thì nó là chánh. Cái gì đi về tham, sân, si thì nó là tà. Có người bố thí nhưng họ không tin là có quả báo của việc bố thí thì nó đi kèm với tâm gì? Đi kèm với chỉ vô tham, vô sân thôi. Có những cũng cái hành động đấy mà đôi khi nó chỉ đi kèm với vô tham, với vô sân mà nó lại không đi kèm với vô si. Thì cái người này là tạo được cái thiện nghiệp ni trí, cái thiện nghiệp mà không có trí. Đấy, hành động sát sinh thì đi kèm với tâm gì? Đi kèm với tâm sân. Khi mình phải có ác ý muốn giết hại một cái con vật gì đấy thì mình mới hành động mà. Khi mình hành động là mình cố tình lấy mạng sống của nó. Cái lúc mình cười đến cố tình lấy mạng sống của nó, lúc đấy là ác. Cái tâm ác, tâm bất thiện. Mà cái tâm ác đấy là tâm sân, tâm ác ý. Dù cái con vật ấy nó chẳng làm hại gì mình, nhưng mình muốn ăn thịt nó, mình cố gắng mình giết chết nó để mình ăn thì nó cũng là tâm ác. Tâm ác đấy nó là tâm sân. Giữ giới thì đi kèm với tâm gì? Khi mình giữ giới thì nó cũng vô tham, vô sân, vô si. Thì nó cũng là chánh nghiệp. Cung kính thì nó đi kèm với tâm gì? Nó cũng vô tham, vô sân, vô si. Cung kính nhưng không hiểu biết về đối tượng mình cung kính thì nó đi kèm với tâm gì? Nhưng cũng có người lễ Phật mà người ta lại bảo Phật là vị thần, Phật hãy ban ơn cho con, Phật hãy phù hộ cho con được cái này cái kia. Đó, cái người đấy nghĩ Phật như một vị thần để mình cầu xin, xin sỏ, mình dâng lên một lời chuối nhưng mà mình cầu xin cho con trúng được chỗ số. Thì nó đi kèm với tâm gì? Cũng như thế mà nó đi kèm với vô tham, vô sân, nhưng mà nó vẫn không có vô si. Tức là nó đều ly trí. Thiện nghiệp nó có, thiện nghiệp có trí và thiện nghiệp ly trí. Như thế nào là thân hành bố thí? Bố thí là hành động của cái gì? Khi mà mình bố thí thì là hành động của thân, của khẩu hay của ý? Thân hành, thân mình có làm được cái thiện nghiệp bố thí không? Có, ngực cái tay mình bố thí đấy. Thì lúc đấy thì nó là khi mình làm mà tự tay mình làm thì lúc đấy nó là cái thiện nghiệp thuộc về thân. Như thế nào là khẩu hành bố thí? Bây giờ mình bố thí bằng lời nói có được không? Được à. Khuyến khích tán thán người khác bố thí. Mình không có của bố thí nhưng mà mình khuyến khích người khác, tán thán người khác. Lúc đấy mình cũng tạo được cái thiện nghiệp bố thí. Thế nào là ý hành bố thí? Có ai biết là bây giờ mình cũng không có của để mình bố thí, mình cũng không có tán thán người khác bố thí, nhưng mà bây giờ mình có cái cách nào để hưởng được cái phước bố thí của người khác không? Mình sa thú ấy, thấy người khác làm bố thí mình sa thú đó. Mình hoan hỉ với việc bố thí của người khác, hoan hỉ với việc bố thí của mình trước kia cũng được, nó cũng tạo ra thiện nghiệp. Hoan hỉ với cái việc bố thí của người khác đang làm hiện tại này, nó cũng tạo ra thiện nghiệp. Thế là cái việc cái ý của mình nó cũng tạo ra được những cái thiện nghiệp này. Thân của mình nó cũng có thể bố thí được, khẩu nó cũng bố thí được, ý nó cũng có thể tạo được những cái thiện nghiệp bố thí. Đó là người khác người ta làm nhưng mình tùy hỉ và mình hoan hỉ và, nhưng mà người khác người ta làm được nhưng mà mình lại canh tị thì sao? Mình sẽ tạo ra một cái nghiệp sân, cái bất thiện nghiệp. Và còn mình hoan hỉ là mình sẽ được hưởng cái thiện nghiệp đó.
thế nào là thân hành sát sinh? Đó là tự mình sát sinh. Sát sinh nó thuộc sát sinh, nó là thuộc về thân phải không? Nhưng mà khẩu mình có sát sinh được không? Thế nào là khẩu hành sát sinh? Sai kiến người khác sát sinh ấy. Mình không làm. Bây giờ hôm nay giữ năm giới không sát sinh này. Bây giờ có con gà đi giết hộ này. Thế lúc ấy mình có tạo nghiệp không? Mình vẫn tạo nghiệp sát sinh nhá. Do khẩu nghiệp. Do mình có sai bảo người khác, mình vẫn tạo nghiệp sát sinh. Chứ không phải là mình tránh mà mình sai người khác. Mình không có cộng nghiệp. Thế nào là ý hành sát sinh? Nhiều mình không sai người khác sát sinh nhưng mà hôm bây giờ mình giữ giới, mình không có sát sinh, mình không bảo người ai sát sinh, nhưng mà đến nhà hoặc nhà này nó đang giết gà đãi mình thích quá, thì lúc đấy mình có tạo nghiệp không? Tâm thỏa mãn khi thấy người khác sát sinh thì là mình sẽ tạo cái nghiệp sát sinh. Nếu mình có hay xem phim mà người ta phim những cái phim mà người ta đánh trận đi, người chết như rã, mình thấy nó có thỏa mãn không? Cái lúc đấy mình ngồi đấy là mình có tham gia sát sinh không? Không tham gia. Nhưng mà lúc đấy cái tâm của mình nó có tạo cái nghiệp sát sinh không? Nó có tạo nghiệp sát sinh. Ai mà càng hay xem phim đánh nhau thì người ta càng tạo ác nghiệp sát sinh nhiều. Thế trong phim ấy thì người ta có cái bên thiện bên ác, hai bên đánh nhau. Và lúc đấy mình thấy người chết như vậy mình thấy thích không? Không thích thì xem làm gì nữa. Mình có thích thì mình càng thấy phim đánh nhau mình càng thích xem phải không? Và lúc đấy mình có cái ý của mình nó sẽ tạo ra cái nghiệp sát sinh. Cái nghiệp này có tạo nhiều không? Nghiệp này tạo rất nhiều. Hoặc là bây giờ mình nghe những người khác người ta đi đánh nhau về, người ta kể thì mình cảm thấy nó thoải mái, thì nó lúc đấy nó cũng tạo ra cái nghiệp sát sinh thuộc về tâm, ý hành sát sinh. Khi hành thiện thì đi kèm với tâm tỷ, vô tham vô sân vô si. Hành thiện là tránh nghiệp của thân, của khẩu hay